Sư cho con hỏi khi nào Bồ Tát Di Lặc giáng thế? Theo trong kinh Tạng, khi nào mà chánh pháp nó biến mất hoàn toàn ở thế gian này, tức là người ta không còn biết cái gì là Phật pháp tăng, thậm chí những cái từ chuyên môn như là vô minh, người ta cũng không biết vô minh là cái gì. Đó, tức là Phật pháp hoàn toàn biến mất ở thế gian. Sau đó, chúng sanh dần dần sống ác rất là nhiều, và khi chúng sanh sống ác như vậy đó, thế giới dần đi đến sự diệt vong, tuổi thọ con người càng lúc càng suy giảm, và nó suy giảm đến cái mức độ mà tuổi thọ loài người chỉ còn cỡ 10 tuổi thôi, và con người cao chừng có như là cỡ gang tay, và đến cái cây cà đó cũng phải leo lên mà hái. Đấy. Khi đó đó thì chiến tranh sẽ nổ ra, hoặc là dịch bệnh nó sẽ nổ ra, hoặc là nạn đói nó sẽ nổ ra, tùy theo lúc đó cái gì nó tăng thịnh, cái tội ác gì nó tăng thịnh. Và sau khi mà cái thảm họa diệt tộc ấy, diệt vong ấy, nó xảy ra thì loài người chết rất là nhiều, chết hầu hết, và khi cái số còn lại nó còn sống ấy, số còn sống sót dắt tay nhau và chết nhiều quá rồi, cho nên là thôi bây giờ đừng có giết hại nhau nữa. Từ đó loài người bắt đầu giữ cái giới là không có sát sanh, từ đó, dần dần ấy, rồi bắt đầu giữ những cái giới khác như là không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì tuổi thọ loài người dần dần nó tăng lên, tăng lên. Rồi sau đó lên, khi mà lên đến một cái đỉnh điểm ấy, thì loài người sống lên tới đỉnh rồi, họ sống thiện lâu quá rồi thì bắt đầu có những cái ác pháp nó xuất hiện. Rồi khi mà tuổi thọ loài người nó giảm xuống còn như là 80.000 năm, 80.000 tuổi, nếu suy nghĩ không lầm là vậy, tuổi thọ loài người còn khoảng 80.000 tuổi, thì khi đó Bồ Tát Di Lặc sẽ xuất hiện ở thế gian. Cho nên ấy, trong khi mà giáo pháp còn xuất hiện, giáo pháp của Đức Phật Thích Ca của mình ấy còn xuất hiện, mà bất kỳ một cái thông tin nào nói là Phật Di Lặc giáng sanh, hoặc là Bồ Tát Di Lặc xuất thế, hoặc là Bồ Tát Di Lặc thị hiện, thì chúng ta biết đó là giả. Chúng ta biết đó là nói dốc, bởi vì họ vì một cái nhu cầu cá nhân nào đó, vì một cái gì đó riêng tư của họ, và họ sẽ bịa đặt ra cái thông tin đó. Còn theo trong kinh Tạng và chú giải thì cho đến thời điểm đó Ngài Di Lặc Ngài mới xuất hiện.